Phan Trọng Đức, sinh năm 1989 và mình sống tại An Giang. Hiện tại, Đức đang tham gia cuộc thi Mr. & Miss Áo Dài năm 2017 do nhà thiết kế Đinh Bách Đạt tổ chức. Cùng đồng hành đó chính là các nhà tài trợ Nature, Daily Food, Hoàng Phúc Gia Lai Coffee và Hoa Khô Iris. Như các bạn đã biết, đối với mọi quốc gia đều mang cho mình một nét đặc sắc riêng về bản sắc dân tộc. Đó chính là những giá trị truyền thống, những nét văn hóa mà đặc trưng nhất có thể nói đến chính là những bộ quốc phục. Và khi nói đến Việt Nam thì các nước trên thế giới đều biết đến chính là chiếc áo dài, quốc phục truyền thống của dân tộc Việt Nam. Từ lâu, chiếc áo dài Việt Nam đã trở thành một hình ảnh luôn luôn nằm trong trí nhớ của mỗi con người chúng ta. Các bạn có biết không, áo dài đã cùng tồn tại với dân tộc Việt Nam từ những lúc hưng thịnh và tồn tại mãi cho đến ngày hôm nay. Áo dài đã trở thành một phần máu thịt của dân tộc Việt Nam để trở thành độc tôn và để trở thành duy nhất. Các bạn có biết không, tại thời điểm hiện tại thì chiếc áo dài Việt Nam đã mang lên khỏi cái sự hội nhập. Đã có tính cách tân, đã có tính thời đại, nhưng tính dân tộc và tính trang trọng thì không bao giờ bị mất đi. Và Đức nghĩ rằng chúng ta nên chọn những chiếc áo dài để mặc vào những dịp quan trọng nhất của cuộc đời mình.